Thưa quý vị và các bạn, với 400 hợp tác xã đang hoạt động, khu vực kinh tế tập thể ở Đồng Nai đang phát triển khá sôi động. Để giải quyết kịp thời những vướng mắc khó khăn, đồng thời hỗ trợ cho các hợp tác xã hoạt động hiệu quả, tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo xây dựng và phát triển kinh tế tập thể. Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh cũng có đại diện lãnh đạo các sở ngành và địa phương là thành viên. Việc thông tin kịp thời và phối hợp thường xuyên trong triển khai các chính sách quy định mới đã và đang tạo điều kiện cho nhiều hợp tác xã phát triển hiệu quả trong bối cảnh hội nhập. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng công ty Cao su Đồng Nai hân hạnh tài trợ chương trình này. Do đặc điểm lịch sử của khu vực kinh tế hợp tác xã, hiện nay nhiều hợp tác xã mà những người điều hành đã lớn tuổi. Khá nhiều hợp tác xã hiện nay chưa bắt kịp với tình hình thị trường cũng như những kỹ năng và phong cách kinh doanh năng động. Nhiều hợp tác xã hiện nay đang hoạt động vẫn còn kế thừa từ mô hình tổ chức cũ nhưng chậm thay đổi, nên chiến lược kinh doanh không rõ ràng, không phù hợp hoặc chỉ có mục tiêu đơn thuần là giải quyết việc làm cho lao động. Từ đó hiệu quả và giá trị gia tăng không cao. Ở nhiều địa phương, nhiều hợp tác xã được thành lập theo chỉ tiêu, theo sự vận động của chính quyền, nên có hợp tác xã chưa được tổ chức quản trị chặt chẽ. Các thành viên điều hành chưa được đào tạo bài bản. Dù khó khăn chung là vậy, nhưng khu vực kinh tế, tập thể và hợp tác xã ở Đồng Nai vẫn được Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đánh giá là một trong những địa phương có hiệu quả hoạt động cao nhất ở khu vực phía Nam. Đồng Nai đã có những điểm sáng hợp tác xã kinh doanh năng động. Nhiều hợp tác xã đã tham gia ổn định vào các chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản khá bền vững. Đồng Nai cũng là tỉnh có những mô hình hợp tác xã hoạt động hiệu quả cao như hợp tác xã chợ, hợp tác xã vận tải, hợp tác xã làm dịch vụ, du lịch sinh thái, hợp tác xã bốc xếp hàng hóa. Chúng tôi cũng đã có cái định hướng là tư vấn và hỗ trợ các hợp tác xã để thực hiện cái đa ngành đa nghề trong sản xuất kinh doanh. Cái thứ hai thì cái quá trình thực hiện cái việc thu hẹp thì nếu có khó khăn vướng mắc và những vấn đề mà về mặt pháp lý thì chúng tôi cũng có cái tư vấn làm sao đảm bảo hợp tác xã tuân thủ đúng quy định của pháp luật và cũng đảm bảo là cái quyền lợi của các hợp tác xã cũng theo đúng quy định pháp luật để tránh các cái hiện tượng như các hợp tác xã phản ánh là chưa có sự đồng thuận. Và với trách nhiệm của mình thì chúng tôi cũng tham gia cùng với lại các hợp tác xã cũng như địa phương tạo sự đồng thuận xã hội cao để đảm bảo thực hiện các cái định hướng của nhà nước trong cái phát triển kinh tế xã hội. Thực tế cho thấy, để hợp tác xã có thể kinh doanh ổn định và an toàn, thì những người điều hành phải am hiểu lĩnh vực của mình, đồng thời phải tuân thủ theo đúng các quy định, cũng như tôn chỉ mục đích từ đầu, không vì lợi ích cá nhân mà ảnh hưởng đến tập thể. Quỹ tín dụng đại lợi thì do việc quản lý tốt, tạo được niềm tin đối với bà con thành viên từ nhiều năm nay, cho nên sau khi có xảy ra vấn đề bà con hoang mang trong việc gửi tiền thì quỹ tín dụng đại lợi vẫn ổn định, bà con vẫn tin tưởng. Hiện nay, khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã đang được sự điều chỉnh quản lý nhà nước của địa phương và rất nhiều ngành chức năng trên từng lĩnh vực, mảng hoạt động kinh doanh. Do đó, đôi lúc cũng có những bất cập, chồng chéo, nên các hợp tác xã phải hết sức năng động trong việc đầu tư cũng như điều hành. Qua quá trình hoạt động đến nay là cũng trên 10 năm, thì về cơ bản là các hoạt động đều tuân thủ các quy định của pháp luật, đồng thời là cũng đã đạt được một số những hiệu quả so với cái thời điểm mà còn là ban quản lý chợ. Tất nhiên qua quá trình hoạt động thì nó cũng nảy sinh ra một số bất cập, bởi vì trên thực tế thì đối với hợp tác xã quản lý chợ nó là một trong những cái hợp tác xã rất là phức tạp, nó quản lý rất nhiều người, mà trong khi hàng ngày là đối với một cái đơn vị quản lý chợ là tiếp xúc với từ 200 đến 300 con người. Đó cũng là một trong những cái khó khăn mà ở đây là về cái công tác quản lý này á, thì nó liên quan trực tiếp đến cái nguồn thu nhập của các cái tiểu thương hàng ngày. Do sức ép của đô thị cũng như công nghiệp, nhiều hợp tác xã ở các đô thị, nhất là những hợp tác xã nông nghiệp hiện nay, đất đai ngày càng bị thu hẹp. Đây là xu thế tất yếu khó tránh khỏi, nên các hợp tác xã buộc phải từng bước chuyển đổi ngành nghề mới có thể duy trì hiệu quả hoạt động và giải quyết được việc làm cho các thành viên. Đứng về góc độ hợp xã mà mình thành lập ra thì cũng trên chủ trương của nhà nước. Thì mình biết cái đất của hợp tác xã thì tương lai không còn nữa. Mà muốn hợp xã muốn hoạt động nữa thì hợp tác xã cùng bà con xã viên đó
mình định cái hướng. Bởi vì là năm 2005 mà giao đất rồi là hợp xã có định hướng là chuyển qua dịch vụ. Thì bây giờ là qua quá trình làm, đúng ra thì đứng góc độ hợp xã mà xin chuyển các dịch vụ đối với đứng nhà nước mà cũng cấp giấy phép rất là khó. Nhưng mà giờ rồi cũng được bên Liên Minh chứ ban ngành thành phố hỗ trợ hợp xã xây được cái trạm xăng. Những cuộc họp và hội nghị về kinh tế tập thể luôn có rất nhiều ý kiến, kiến nghị, thắc mắc của các hợp tác xã trong quá trình hoạt động. Dù không thể giải quyết được một sớm một chiều khó khăn của các hợp tác xã bởi nó liên quan rất nhiều lĩnh vực, nên có thể nói đó là tín hiệu tốt vì phần lớn các hợp tác xã vẫn mong muốn phát triển. Hôm nay thì kiến nghị của các xã thì rõ hơn. Đối với Liên minh Trung ương thì hiện nay ban chấp hành cũng đã có nghị quyết về cơ cấu lại các cái trường đào tạo của Liên minh hợp tác xã Việt Nam theo hướng là phục vụ thiết thực hơn, đào tạo theo yêu cầu của người học và theo yêu cầu của xã hội. Để góp phần bảo đảm an toàn giao thông và giúp quản trị tốt hơn hoạt động vận tải, một số hợp tác xã vận tải hiện nay đã ứng dụng công nghệ thông tin trong việc điều hành phương tiện. Liên minh Hợp tác xã Đồng Nai đã sớm có kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào các đơn vị kinh doanh vận tải. Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ Vận tải Nhân Trạch là đơn vị đã ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin qua phần mềm kiểm soát và quản lý các phương tiện. Với số đầu phương tiện đang quản lý trên 4.000 xe, phần mềm quản lý vận tải của hợp tác xã giúp cảnh báo các chỉ số an toàn trong quá trình lưu hành của phương tiện, góp phần nâng cao hiệu quả trong quản lý và bảo đảm an toàn giao thông. Từ khi áp dụng phần mềm quản lý cho đến nay, tuy số lượng đầu xe tăng lên hơn 10.000, nhưng bộ máy thành viên điều hành lại tinh gọn hơn. Đồng thời, các dịch vụ thông tin, bảo hiểm, đăng kiểm và hành trình của phương tiện được cung cấp cho thành viên một cách nhanh chóng. Cái ưu thế mạnh của hợp tác xã chúng tôi là ứng dụng được cái phần mềm quản lý. Nó xuất phát từ cái nhu cầu tự nhiên. Chúng tôi đã nảy sinh ra được một cái phần mềm. Thì qua cái phần mềm này thì với cái lượng xe đó thì cái lượng nhân viên chúng tôi khoảng 3-4 người thôi. Thì qua cái phần mềm đó chúng tôi đã được đăng ký cái sản phẩm sở hữu độc quyền của Cục Sở hữu Trí tuệ. Với phần mềm này thì chúng tôi có thể biết được cái xe đó là hết cái thời hạn bảo hiểm là bao nhiêu ngày. Ví dụ 10 ngày hay 20 ngày thì tôi phải biết được bao nhiêu ngày xe nó hết cái hạn hợp đồng. Được bao nhiêu ngày phải kiểm định kỹ thuật. Nói chung là nhiều cái tiêu chí thì chúng tôi nói chung là chỉ cần cái nhấp chuột là biết rồi. Từ khi áp dụng các cái phần mềm quản lý qua nhiều năm, đến đây bây giờ là cái phiên bản này là phiên bản mới nhất. Thì có thể nói là cái quản lý trong cái quản lý điều hành vận tải của hợp tác xã Nhân Trạch thì hiện nay thứ nhất là quản lý cái số lượng đầu xe tăng lên từ hiện nay là 10.000 rồi. Thứ hai là cái số thành viên của hợp tác xã tăng lên, hiện nay khoảng 6.000. Cái thứ ba nữa đó là mặc dù thành viên tăng lên, số lượng đầu xe tăng lên, nhưng mà cái người lao động và gián tiếp đó, trong hợp tác xã thì càng ngày càng cũng gọn lại, bộ máy tinh gọn. Từ những thành công bước đầu nhằm chia sẻ phương pháp xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp vận tải trên nền tảng công nghệ thông tin, Liên minh Hợp tác xã Đồng Nai đã có kế hoạch chia sẻ kinh nghiệm cho một số đơn vị khác. Thế thì qua thời gian gần đây thì chúng tôi cũng có được biết là coi như là qua cái Hợp tác xã Nhân Trạch của Đồng Nai cũng có những cái phần mềm quản lý các phương tiện rất là hay. Nên ngày hôm nay là chúng tôi cũng xuống đây để mà coi như là thứ nhất là trao đổi, thứ hai là giao lưu và đồng thời học tập các kinh nghiệm về quản lý, về coi như là điều hành của các đơn vị vận tải của tỉnh Đồng Nai. Thế thì qua cái buổi làm việc ngày hôm nay thì chúng tôi nhận thấy đối với phần mềm này thì nó cũng đã mang lại rất là nhiều cái lợi ích đối với ngành vận tải nói chung và các hợp tác xã của coi như là Lâm Đồng nói riêng. Rõ ràng trên cơ sở xây dựng phần mềm dữ liệu, các phương tiện vận tải sẽ được quản lý tốt hơn. Khi tích hợp phần mềm, mọi thông tin về vị trí, tình trạng, thời gian của phương tiện luôn được báo cáo về trung tâm quản lý. Bên cạnh đó, việc giám sát này có thể giúp điều chỉnh kịp thời thái độ của nhân viên với hành khách, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ. Với những hiệu quả thiết thực từ phần mềm tích hợp quản lý phương tiện này, ứng dụng sẽ được nhân rộng ra nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Hứa hẹn trong thời gian tới, chất lượng dịch vụ vận tải sẽ ngày càng phát triển mạnh, khẳng định xu hướng phát triển văn minh, hiện đại, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn cho người dân.
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng công ty Cao su Đồng Nai hân hạnh tài trợ chương trình này. Quý vị và các bạn vừa xem xong chuyên đề trên đường phát triển của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.